Em xin chào các bác, hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác tháo yên ngựa cho Mazda 3 để lắp bộ sạc nhanh không dây tại vị trí này. Đây ạ. Thì trước tiên các bác tháo cho em hai con ốc ở trong này ra. Ở phần đây ạ, phần cốp đây nhá. Tháo cho em hai ốc này ra, tiếp theo là một con ốc ở đây. Khi đã tháo rồi thì các bác cậy cho em cái sườn này ra. Phần sườn này thì cũng sẽ có ốc các bác nhé. Dễ thôi ạ. Đấy, khi đã cậy ra thì nhấc ra. Ở đây sẽ có hai con ốc các bác nhé. Thì trong trường hợp này thì sẽ không cần thiết đâu. Thì các bác tháo cho em hai con ốc này ra. Cái này thì không cần thấy ốc này đâu, vì cái này nhấc lên à cũng phải xoáy đấy. Giống con hôm trước mình làm nội thất nước vào hết sạch khoang máy đấy. À, hết sạch cái sàn xe này. Ok, nhấc cái này lên. Đấy, tiếp theo là đến bộ phận tiếp theo. Cắt đây. Nhấc lốt bộ phận này lên. Nhấc lưu ý là số về ấy, nhắm phanh số về về N đi. Bật khóa điện lên. Mở ra CC lên, ok, nhấc phanh. Ok. Cái cao su kia nhấc lên trước. Cao su này nó lẫy. Ừ, nó có lẫy bên dưới. Có lẫy. Ờ, để thế đi. Không có gì. Nhấc. Nhấc lên. Từ. Lưu ý những cái rắc như dây nhé. Nhấc ra, nhấc lốt ra. Này không bao tay như trước này. Đấy, thế là khi nhấc ra là có thể thay được cái kia vào rồi. Đấy, đây là cái vị trí mà để móng tay không? Mà để mà lắp bộ sạc nhanh đấy ạ. Thế thay luôn bằng cái này các bác nhé. Đấy, vào đúng vị trí này luôn. Đây là vị trí sẽ lập mặt sấy. Tháo cái này, tháo đơn giản. Sẽ không phải tháo cái ốc này. Ở đây, các bác rút cho em cái rắc này. Cái rắc của tẩu thuốc đây. Các bác nhé, rút cho em ra. Sau đó thì có rắc chuyển đổi để dùng luôn cái nguồn lấy tín hiệu 12V tại cái tẩu này. Có cái rắc chuyển đổi tại đây. Luồn qua dưới này, luồn ra sườn bên này và đưa lên đây thôi. Rất đơn giản ạ. Các bác cần hỗ trợ hoặc là tư vấn về sản phẩm về sạc nhanh cho Mazda 3 thì có thể để lại thông tin. Bên em sẽ có nhân viên hỗ trợ và tư vấn các bác nhé. Em xin cảm ơn ạ.